Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, anh em mình, cuộc đua Henrik vẫn đang nằm ở vị trí top 1 nha mọi người. Tính tới thời điểm hiện tại chưa có ai giành được cái vị trí top 1 với mình hết trơn nha. Và các bạn, anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game, các bạn có việc liên hệ với mình nha. Hentai nhận mở tất cả các gói VIP trong game nha mọi người. Và cái giá thì cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên mọi người không có lo. Nhà phát hành ban nick là sẽ khóa nick của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình đang đến đó là cuộc đua Heroic. Nhiệm vụ của anh em mình khá là quan trọng, đó chính là đây, win trong đây ha mọi người. Ở đây thì mình sẽ mang một cái thành viên khá là xịn sò. Bé này thì hắn ta đã nâng nó lên được 1 sao rồi các bạn ơi. Level hiện tại đang là 45. Ở tập trước thì mình đã review cho các bạn xem về cái thành viên là Jans. Một cái thành viên khá là VIP nha. Nở thành công rồi, và hôm nay anh em mình sẽ nở cái con gì đây? Mình có khá là nhiều bé legend luôn các bạn ơi. Nói chung là cute for my wear luôn hen. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với một cái bé thuộc dòng tôm cua nha. Đây, tôm cua cá biển luôn. Nghe nhẹ thử một cái, nhìn sơ sơ thì con này khá là dễ thương nha mọi người. Có một cái chú cua cute nằm trên đầu của bé rồng luôn. Ôi cha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cho bé yêu này ăn cho nó lên level nha. Hiện tại thì cái lượng thức ăn của anh em mình khá là khủng bố rồi. Lên tới là 55. 55.3B nha các bạn. B này người ta hay kêu gọi là tỷ đúng không? M là triệu ha. Còn B này chắc là lên hàng tỷ rồi. Đó, nói chung là cái lượng thức ăn này anh em mình cho rồng ăn gọi là thoải mái, không cần suy nghĩ luôn ha. Đây, và bây giờ đổi tên nhẹ cho bé yêu Hentai Channel. Rồi, bé này sẽ có là 3 chiêu nha mọi người: lửa, nước và tiêu mặt trăng. Bây giờ thì giao lưu nhẹ luôn ha. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Hôm nay là mang bé yêu đi thể hiện luôn ha. Bé yêu đó có cái tên là San. Nhớ không lầm là thuộc dòng Legend. Rồi, bé yêu đây rồi. Let's go, còn chần chờ gì nữa ha. Ở đây thì mình sẽ mang một cái thành viên thuộc dòng, đó chính là Macaron. Thành viên này là Macaron hệ băng nha mọi người. Và bé yêu này đã maximum level 70 và 5 ngôi sao vàng lấp lánh rồi ha. Ở đây thì anh em mình, ui chà, sẽ thường nhận 2. Hút máu một cái hút lên tới 180 mấy ngàn nha mọi người. Và Hentai cũng có những cái nick Dragon City khá là VIP để bán lại cho anh em nha. Ở trên cái trang web của mình là trang HentaiChannel.com thì Hentai để khá là nhiều cái nick nha mọi người. Đó, các bạn muốn mua thì các bạn cứ việc ghé vào đó ha. Rồi xem tham khảo, và các bạn thích cái nick nào thì các bạn cứ việc liên hệ với mình qua Facebook nha. Và check link Facebook bên dưới phần mô tả video cho an toàn nha mọi người. Chứ cái game này mình thấy là rất là nhiều bạn scam ha. Trong những cái nhóm hay là những cái group rồi đó, mình thấy đi lừa đảo nhau khá là nhiều. Cho nên anh em muốn mua hàng gọi là uy tín thì các bạn cứ việc ghé vào đây, liên hệ trực tiếp với Hentai luôn nha. Rồi, và mình cũng có bán những cái mảnh rồng để cho mọi người nâng sao hoặc là summon cho những chú rồng của anh em mình mạnh mẽ hơn nha. Đó, rồi bây giờ thì anh em, wow, cái gì căng vậy? Ôi, bé mặt rồng con khi mà lên 5 sao rồi nó mạnh mẽ ghê nhờ. Đây, khèo nhẹ cái đến từ bé San. Rồi, và bây giờ anh em mình không giỡn với tên bạn nữa. Tuyệt chiêu lấy máu tăng đam được thể hiện bởi thành viên đó chính là Macaron. Ở đây thì mình cho cái bé San của chúng ta ra khều nhẹ với tuyệt chiêu lửa nha. Đó. Đây, chơi hệ biển cả với nước kèm thêm cua biển. Mà cái này nó quất thêm nữa đó là hệ, nó quất thêm hệ lửa nữa các bạn ơi. Quá ghê gớm. Bật kỹ năng hút máu lên và anh em mình bế một ít máu của cái dòng Titan. Bế về cho anh em mình xài nha. Thành viên Macaron này thì ôi chà, nhìn thấy ngầu phết nha. Victory luôn anh em ơi, chỗ này thì còn hiệp nữa, anh em mình đang level là 155. Chiến đấu thì không ngán bất kỳ thành viên nào hết nha. Wow, 4 ngôi sao vàng lấp lánh, và để quấn xuyên giáp được cái thành viên Titan này thì mình phải xài luôn cái chiêu đặc biệt của Heroic VIP Arcana. Wow, lên, ôi chà, vẫn chưa lên dĩa các bạn ơi. Hôm nay thì anh em mình sẽ đến với dòng đó chính là Macaron. Bật cái chế độ gọi là lụm lên, đó, lấy máu tăng đam thì con nào chịu cho nổi chứ hả. Và sau đó thì anh em mình sẽ chơi cái trò hút máu đại pháp, nhưng mà cái chiêu này nó chưa kịp hồi, đành phải nhờ đến anh em cua biển. Đây, ôi cay quá nhờ, nhỏ có miếng máu tay quất nhỏ 100 mấy chục ngàn máu luôn, thiệt tình là quá là căng. Bật cái chế độ hút máu lên. Rồi rồi, đem máu của tên bạn về cho anh em mình xài thì thiệt tình là hết sảy rồi chứ ha. Và đây là màn trình diễn khá là bá đạo luôn. Anh em mình sẽ chuyển sang cái thành viên đặc biệt, và các bạn thấy lượng máu anh em mình đang hết nè đúng không? Đang gọi là còn có chút ác luôn nè. Lắm. 72, và anh em mình đã kéo thêm được một khúc máu đem về nha. Quá ghê gớm luôn. Rồi, xương. Các bạn thấy ở cái nick này thì anh ta đã full đảo luôn nha mọi người. Đó, đảo gọi là
À, con thiếu một hòn đảo duy nhất rồi các bạn. Chỉ có thiếu một hòn đảo duy nhất là hòn đảo này ha. Hòn đảo ở đây là anh em mình lụm sạch sẽ, không còn cái gì. Chỗ này thì cuộc đua Heroic anh em mình đã... Ôi chà, thu vàng với lại là bọ hả. Rồi anh em mình sẽ chơi lít nhẹ nha các bạn. Lít nhẹ cái là coi như thu hoạch sạch sẽ rồi nè. Đó, tiếp theo bọ thì anh em mình còn phải cho rồng ăn. Bé yêu nào đây? Một em rồng cấp C. Rồi, cho em yêu ăn rồi là thoải mái, xả láng sáng về sớm luôn. Wow. Rồi, level tầm... Ôi, tầm này chắc ổn rồi hen. Anh em mình tiếp theo bán luôn nha. À, chỗ này anh em mình nhận thưởng cái coi. Rồi, rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là... À, thu vàng thì thu hết rồi. Bây giờ nó bắt mình chờ tầm khoảng vài tiếng đó các bạn. Nó bắt mình chờ khoảng vài tiếng sau thì anh em mình vào chiến mới được. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực khác vậy. Khu vực lần này sẽ là khu vực West. Anh em mình đã lên được cái tầng cao mới rồi. Đây. Dù sao hiện tại chúng ta cũng đang là một sao nha. Rồi, bật chế độ gọi là lụm cả ba con cùng lúc. Quá êm ấm luôn. Victory. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với khu vực Arena. Giao lưu nhẹ ở khu vực này. Wow, vàng rồng khá là khủng bố nha. Cầm cái tem này đi thì không án bất kỳ thành viên nào luôn. Không biết Arcana của mình có vào đây được không nhỉ? ARC, ok, vào được nè. Ngon lành. Một mình anh Đại sẽ cho nó cân cả ba thành viên của tên bạn xem như thế nào nha cả nhà. Đây đây đây. Wow, gõ cả ba em cùng lúc, kèm theo đó là bơm một cái lượng máu kha khá. Quá là tuyệt vời luôn. Nhìn sơ thì mình thấy cái tem mình nó cũng khá là căng rồi. Ôi, thiếu chút xíu đam các bạn à. Ôi cay nhờ. Bây giờ là nhỏ còn có miếng máu à. Rồi, tiếp theo thì anh em mình đi cưa nhẹ đội hình của tên bạn nha. Lớn. Và đây là nhân vật Heroic Vodos. Một thành viên rất là đẳng cấp luôn các bạn ơi, thuộc dòng Heroic VIP. Bật cái chế độ gọi là bơm máu đại pháp lên nè. Wow, full cây. Ôi trời, chưa full luôn. Rồi, tiếp theo anh em mình đến với đội hình như thế nào đây. À, bật nhẹ cái rương cái nha mọi người. Đây rồi. Wow, wow, wow. Đổi tem. Để coi coi anh em mình kiếm cái tem nào đó nó ghê ghê, nó hoành tráng lệ xíu. Ui chà. Không kiếm được thôi, đành phải lùa luôn các bạn ơi. Đây. Bé yêu này của mình thì một hit coi lụm nổi cả ba con không. Wow, dư sức qua cầu luôn các bạn à. Rồi rồi, tới công chuyện ha. Đây, mình đi kiếm cái tem nào đó nó xịn xịn tí coi. Vẫn không kiếm được các bạn ơi. Hôm nay làm như là Dragon City đang khá là yêu mến cái thành viên Heroic Arcana của mình. Cho nên nó là nó cho mấy cái tem nó hơi cùi mía một tí để anh em mình quýnh cho nó dễ thở đấy. Wow, victory nha. Rồi rồi, bây giờ thì đến với đội hình như thế nào đây. Ít ra là phải chọn đổi cái tem mới chứ man. Ây cha. Trời ơi, gì đâu mà nó không cho mình đổi cái tem xịn xịn hơn tí luôn hả mọi người. Cay nhờ. Rồi rồi, tới công chuyện ha. Victory. Đây. Ui ui ui, hàng xịn. Đây rồi. Sau một cái khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng anh em mình cũng đã chờ được một cái tem khá là VIP nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mang cái thành viên Titan Ma Cà Rồng ra. Wow, 70.000 máu. Để mình coi coi anh em mình có cái chiêu nào à, nó ghê ghê không. Cuốc hà tên bản cái coi. Ôi, chiêu này lấy máu tăng đam đến từ nhân vật Ma Cà Rồng mà. Ma Cà Rồng băng. Ui, căng nha. Ôi, nó khử luôn cái thành viên VIP của mình rồi. Ôi. Ây cha, nó miễn nhiễm sát thương luôn các bạn à. Tình hình này không ổn tí nào nha. Thấy cái kèo này là hơi căng rồi đấy. Wow. Oh my god, trời ơi, mấy mụn củ tỏi anh em ơi. Trời ơi, không ổn tí nào ha. Giờ anh em mình tính toán làm sao bây giờ nhờ. Hút máu đại pháp luôn.
Rồi, bình tĩnh. Ây cha, trời ơi, cái gì đến lan kinh vậy? Không thể tin được các bạn ơi. Ôi, anh em mình gọi là đùa đùa tí thôi mà ai ngờ đâu tên bạn nó làm thiệt ta. Bức xúc ngang, lần này thì để coi mấy chú ăn anh kiểu gì đây. Rồi, đầu tiên thì chơi cái tuyệt chiêu đặc biệt nè. Tên bạn nó cứ thích đùa, không nghĩ là cái con Kama nó nhây với mình vậy luôn ấy. Wow, rồi bây giờ thì thả bé yêu miễn nhiễm sát thương ra solo với nè Kama Heroic nha các bạn. What, cái gì đâu nó gõ một cái muốn hết cây máu luôn vậy ta. Chơi về ai chơi lại không? Tại chưa đặc biệt. Ây cha, nó miễn nhiễm các bạn ơi. Trời ơi, chơi cái vụ này sao đánh đây. Nó miễn nhiễm sát thương không là thôi bó tay con này luôn. Rồi, bây giờ anh em mình có Heroic nè, solo với Heroic của tên bạn rồi. Bơm máu hả? Lại miễn nhiễm. Trời ơi, kèo này thấy không ngon tí nào nha các bạn. Nó miễn nhiễm sát thương là coi như anh em mình đắp chiếu luôn ấy. Ôi, quá ghê gớm luôn. Có một cái độ nhây không hề nhẹ đến từ tên bạn. Cuối cùng anh em mình vẫn win, nhưng mà chúng ta phải gọi là đánh đổi một cái giá khá là đắt. Rồi, anh em mình nghĩ nhẹ coi, khu vực clip thì coi như đã xong rồi hen. Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký nha mọi người. Và các bạn thích mua cái nick Dragon City xịn sò để chơi game thì các bạn cứ việc ghé vào trang web của mình nha, trang.channel.com, để các bạn có thể xem được những cái nick ok nha. Rồi, và sau đó thì các bạn cứ việc liên hệ với mình qua Facebook để có thể mua ha. Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.